ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hàng rơi mưa. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em trong chương trình suy niệm lời Chúa hôm nay, cha Du Xe Trần Châu Đông sẽ đến với quý vị và anh chị em qua bài phúc âm hàng ngày, chia sẻ lời Chúa và suy niệm. Mến chúc quý vị và anh chị em một buổi suy niệm sốt sắng và an bình trong Chúa. Nhân danh cha và con và thanh thần. AMEN Suy niệm lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật 33 thường niên với chủ đề Nén bạc sinh lợi cho đời. Tên mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19 câu 11 tới câu 28. Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giêsu lại kể thêm một dụ ngôn vì người đang ở gần Jerusalem và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy người nói, có một người quý tộc kia chạy đi phương xa lãnh nhận vương quyền rồi trở về. Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ, hãy lo làm sinh lời cho tới khi tôi đến nhưng đồng bào ông ghét ông nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi sau khi lãnh nhận vương quyền ông trở về bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu người thứ nhất đến trình thưa ngài nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén ông bảo người ấy khá lắm hỡi đầy tớ tài giỏi vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ thì hãy cầm quyền cai trị mười thành Người thứ hai đến trình: Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén. Ông cũng bảo người ấy: Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành. Rồi người thứ ba đến trình: Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ tôi sợ ngài vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. ông nói, hỡi đầy tớ tồi tệ, tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng. cũng vậy khi đến tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ rồi ông bảo những người đứng đó lấy lại nén bạc đó giữ mà đưa cho người đã có mười nén họ thưa ông thưa ngài ông ấy có mười nén rồi tôi nói cho các anh hay phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi." Nói những lời ấy xong, Đức Giêsu đi đâu? Tiến lên Jerusalem. kính thưa quý ông bà anh chị em tin mừng hôm nay nói về dụng ngôn của những nén bạc trong đó chúa đê xu nói về những quà tặng mà mỗi người trong chúng ta đều nhận được từ thiên chúa có người thì nhận được vài khả năng có người thì hiểu biết vài điều để rồi từ đó mà chia sẻ lại cho nhau. Không ai sinh ra đã là thầy cả, mà cũng không ai sinh ra để làm trò muôn kiếp. Mỗi người được sinh ra đều cần phải rèn rũa, trao nhồi kiến thức và kinh nghiệm cho riêng bản thân mình. Dụ ngôn hôm nay, mời gọi mỗi người chúng ta hãy ý thức trách nhiệm với tư cách là người có niềm tin. Đức tin không bao giờ là nén bạc để được cất giữ, nhưng nó phải được đầu tư để phát triển và sinh lợi ích cho mình và cho tha nhân. Thánh Giacobbe đã nhận định như thế trong thư của Ngài đức tin không có việc làm thì quả thật là đức tin chết giả sử nếu chúng ta chỉ đóng khung cuộc sống đạo trong bốn bức tường nhà thờ nếu chúng ta chỉ giản lược đức tin vào những điều biểu dương bên ngoài hay nếu đức tin chỉ là một mớ những giáo điều buộc ta phải tin những điều run phải giữ thì quả thực chúng ta đang chôn chặt đức tin như gia nhân đã chôn chặt nén bạc mà chủ đã trao phó có giữ đạo như vậy nhưng chưa thực sự sống đạo trong đời sống thưa anh chị em cuộc đầu tư nào cũng có những bất chắc Rủi ro thậm chí còn mạo hiểm đến đánh đổi cả tính mạng của mình nữa một đức tin sống động cũng hàm chứa những điều kiện nhất định thánh Francisco thành ACC hiểu rõ và có kinh nghiệm về điều này nên ngài đã viết chính lúc mất mát là khi đó ta được lợi lộc chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân và chính lúc chết đi là khi ta vui sống muôn đời người quý tộc trong câu chuyện tin mừng hôm nay đi lãnh nhận vương quyền và ông ta gọi người đầy tớ đến trao bạc và dặn họ hãy làm sinh lợi chúng ra công việc cũng như điều kiện được ông trao cho các đầy tớ là không ai hơn ai và cũng không ai kém ai cả sau đó ông còn dặn là hãy sinh sôi nảy nở ra nhưng như ta biết kết quả thật khác nhau người thì làm lợi mười nén kẻ khác làm ra năm nén nhưng có kẻ thì lại bọc kỹ tiền trong khăn ông chủ rất công bằng với người làm sinh lời được mười và năm nén bạc ông đã khen và ban trọng thưởng cách xứng đáng ông cho cầm quyền cai trị số thành tương đương với số nén sinh lợi. Hơn nữa, ông đã lấy nén bạc của người đầy tớ làm biếng, đã giấu bọc trong khăn và trao thêm cho người có 10 nén kia nữa. Có thì lại càng được cho thêm là như vậy. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta phải ý thức hơn về trách nhiệm của mình đối với đức tin mà chúa đã ban cho chúng ta trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội quả vậy đức tin mà chúa trao cho mỗi người chúng ta là những nén bạc rồi khi lãnh nhận những nén bạc đó chúng ta không được phép đem chôn giấu chúng đi mà trái lại chúng ta phải biết đem chúng ra để đầu tư để phát triển và để sinh lợi. Hay nói cách khác, bốn phận của chúng ta là phải sống đức tin hàng ngày, để nhờ đó mọi người nhìn thấy đời sống tốt lành và gương sáng của chúng ta mà nhận ra cha của chúng ta trên trời là đứng tốt lành. Anh em hãy trở nên tốt lành như cha anh em trên trời là đứng tốt lành kính thưa quý ông bà anh chị em lãnh nhận ơn chúa là một hồng ân vô giá nhưng hồng ân ấy luôn gắn liền với trách nhiệm của chúng ta vì thế lời chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy cố gắng sống tốt đầu tư tích lũy những nghĩa cử yêu thương tấm lòng bao dung nhân từ hay đại lượng với tha nhân được như vậy thì ánh sáng ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội mới được chiếu tỏa còn không thì chẳng khác gì chúng ta thắp đèn nhưng là chúng ta lại đặt dưới gầm giường hay trong thùng như vậy thì quả thật là uổng công lệnh Chúa Giêsu, cuộc sống của chúng con chỉ có ý nghĩa khi sống cho Chúa và yêu thương anh chị em mình. Biết miệt mài phục vụ công cuộc của Chúa, đó chính là lúc chúng con đang làm sinh lời những nén bạc cuộc đời của chúng con còn khi nào mà chúng con còn sống cho cái tôi ích kỷ của mình còn quy những lợi lộc về cho bản thân không muốn chia sẻ thì khi đó chúng con đang chôn giấu những đén bạc quý giá mà chính chúa đã ban tặng cho chúng con trong cuộc sống amen chương trình của chúng tôi đến đây là hết xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới lào đế jesus christus ngợi khen chúa jesus kitô